Heather và George ở trong phòng ngủ đang chơi đồ chơi của mình. George, cùng chơi búp bê và khủng long nha em. Cái gì vậy? Nó giống như một con quái vật kinh khủng vậy. Khủng long. Lúc này heo ba đang ở trong phòng khách để đọc báo, còn heo mẹ thì đang đọc quyển sách của mình. Các con đang làm gì vậy em? Peppa, George, có chuyện gì vậy các con? Tiếng ồn gì vậy hả? Cứu giới! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy chứ? Sao trong này ồn ào quá vậy? Và nhìn đống bừa bộn trên sàn này đi. Lỡ có ai đạp trúng và bị thương thì sao đi? Ồ, đã có người đạp trúng và bị thương rồi đó. Ôi trời ơi, tội nghiệp cho anh quá. Được rồi các con, chúng ta hãy dọn dẹp chỗ này đi. Nhưng mà mẹ ơi, tụi con đang chơi trò búp bê và khủng long mà. Các con có thể chơi tiếp sau khi dọn dẹp. Nhưng đây đều là đồ của George mà mẹ. Thật như vậy sao? Vậy cái váy đẹp này chắc là cũng của George luôn rồi. Dạ không. Có thể một ít trong đây cũng là của con. Được rồi, ba sẽ giúp George dọn dẹp và mẹ sẽ giúp bé ba. Chúng ta hãy làm đua đi ba, con gái thay với con trai. Ý hay đó nha, để coi ai sẽ dọn xong trước ha. Chuẩn bị, sẵn sàng, bắt đầu. Chúng ta sẽ thắng. Không có đâu. Rồi. Cái gì đây? Gấu bông. Mình đã tìm cậu khắp nơi đó. Nhanh lên Peppa, cho gấu bông vào giỏ đồ chơi đi con. Dạ rồi. Giờ tới sách. Tuyệt lắm. Chúng ta có gì đây? Khổng long. Phải rồi, đây chính là quyển sách về khủng long. Đó là sách hình khủng long của George. Con này là khủng long Tyrannosaurus Rex. Khủng long tạc chứ. Đúng vậy. Còn đây là Brontosaurus. Khủng long cỏ dại. Phải. Và đây là khủng long Triceratops. Khủng long ba sừng. Giỏi lắm George. George rất thích khủng long. Ba ơi, George, sao ba với em dừng lại rồi? Ba với em sẽ thua đó. Phải rồi, cuộc thi nhanh nào George, đặt nó về kệ sách đi con. Ba ơi, ba và em dọn dẹp chậm quá, mẹ và con nhất định sẽ chiến thắng. Không, ba và em sẽ thắng. Thắng rồi, hoan hô. Dạ không, tụi con thắng. Chúng ta đều thắng. Nhìn xem căn phòng gọn gàng chưa kìa. Hoan hô. Căn phòng thật là gọn gàng. Mọi người làm rất tốt. Mẹ ơi, tụi con đã dọn phòng xong rồi. Vậy tụi con có thể chơi búp bê và khủng long được chưa? Được, các con có thể chơi tiếp tục được rồi. Búp bê của chị đâu? Và ngài khủng long nữa. Chúng đây rồi. Khủng long. Có một con khủng long. Cứu giới. Ôi trời, căn phòng lại bừa bộn nữa rồi. Ít nhất thì nó cũng gọn gàng được một lúc. Ha 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 ha